là 5 giờ là dậy đều đặn và tập thể dục, chạy bộ. Hình ảnh của chị Thúy thì thực ra các bạn có thể biết ở trên các cái social rồi. Chị Thúy luôn luôn là cười và hình ảnh của chị đã chạm đến khách hàng, thực sự là như vậy. Người ta nói nụ cười là cái mà gắn kết dễ nhất, đúng không? Thì chị Thúy được cho vào cả cái giải chạy của công ty. Và trên cái, cả cái cung đường chạy đó thì có những người lạ, người quen, và chị đã được hỗ trợ và mình kết nối với mọi người trên đó. Và cách mà chị Thúy đến với khách hàng, tức là chị kết nối luôn á, là bằng nụ cười. Thường khi mà chị Thúy đi chạy á, thì ví dụ như những cái lúc chạy cùng với mọi các bạn á, thì chị Thúy sẽ mở cái app Vitality ra. Chị Thúy coi điểm nó có nhảy hay không. Chị Thúy chỉ gây tò mò cho khách hàng thôi. Và sau đó thì xin số điện thoại về kết nối Zalo và mình sẽ nói chuyện với khách hàng sau đó. Thì thực ra mỗi cung đường chạy chị Thúy đều ký được vài hợp đồng, chứ không phải là chị Thúy đi là đi về không mà. Và trong đó thì khách hàng được cái gì? Và cái thứ ba là cái mà mình gắn kết với khách hàng như thế nào? Đó, khi mà mình nói đến sống khỏe, mình đừng có nghĩ đến bệnh hiểm nghèo nữa. Mình phải nghĩ khác đi. Tức là mình giờ đang đi theo một cái rule là bệnh hiểm nghèo, đúng không ạ? Bồi thường. Bây giờ mình bỏ cái đó đi. Mà mình đến với khách hàng mình nói là anh chị sẽ sống khỏe hơn, lâu hơn, hạnh phúc hơn. AA sẽ đồng hành với anh chị đến ngày đáo hạn. Thì ra sản phẩm là chị Thúy đi khảo sát. Chị Thúy cầm một cái sản phẩm cũ và một cái sản phẩm mới. Chị Thúy khảo sát cùng cái chung cư của chị Thúy luôn. Thì chị Thúy rất nhận được nhiều cái ok từ cái vị trí. Họ rất thích. Khi mình muốn làm một cái gì đó thì mình phải nghiên cứu thật kỹ. Bản thân chị Thúy sẽ đánh ra nhiều bảng minh họa. Và chị Thúy coi rất là kỹ ở trong đó. Được cái gì, khách hàng được cái gì. Thì khi mình hiểu rõ được như vậy, tầm quan trọng như vậy, thì mình đến với khách hàng nó rất là nhẹ nhàng. Ai cũng trăn trở là những người tập thể thao là ok rồi đó. Họ sẽ thường xuyên duy trì và họ sẽ nhận được điểm. Vậy thì những người mà chưa bao giờ tập thể thao thì như thế nào? Đây là một câu chuyện đặc biệt, là chị này trên 50 tuổi. Thì ngay sau khi cái sản phẩm này ra đời thì chị Thúy đã đến làm khảo sát cho chị này. Chị đó có nói một câu gì này, chị không tập thể dục em ạ, thì làm sao chị nhận được. Nói không chị không phải chạy như em. Chị có thể lau nhà, chị có thể đi chợ, chị có thể là đi bộ trong khuôn nhà của mình. Miễn rằng mỗi ngày chị làm cho em được 7.500 bước là ok. Chị đã trao cho chị đó một cái app, chị nói là chị cứ tập đi, em sẽ theo dõi cái app đó cho chị. Và khi chị được tặng điểm á, em sẽ đổi voucher cho chị. Bản thân em phải là cái người tập thể thao. Bản thân em phải sử dụng app thành thạo. Và bản thân em phải được thưởng trong đó. Để gì? Để người khách hàng họ nhìn thấy là cái này là nó thực tế. Khi mà em đưa được những cái phần thưởng đó ra cho khách hàng, thì chị tin tắc là những cái người mà chưa bao giờ tập thể thao á, họ sẽ tin em.